Vâng, một phiên mà thị trường của chúng ta tuy là chỉ giảm có 5 điểm thôi nhưng chúng ta có thể cảm nhận được một cái áp lực nó rất là lớn trong phiên ngày hôm nay. À, chúng ta có thể thấy được thí dụ như là nhóm chứng khoán. <laughs> nhóm chứng khoán là một trong nhóm hôm nay thể hiện được một cái áp lực bán nó tương đối là lớn. Có những mã cổ phiếu nó giảm đến khoảng tầm là 3 4% đúng không ạ? Hoặc là thí dụ như chúng ta nhìn thấy nhóm thép, thí dụ như là HSG đó cũng rơi với những mức nó tương đối là lớn mặc dù nhìn thì có vẻ là ba thôi nhưng thực sự là hôm nay là cái áp lực của thị trường nó không hề nhỏ một chút nào à, vậy thì trong những phiên tới khi mà những cái nhóm này mà nó đã có những cái áp lực bán lớn như vậy thì liệu thị trường của chúng ta sẽ có những khả năng như thế nào trong thời gian tới thì tất cả sẽ có trong video ngày hôm nay các chị nhé dạ vâng em xin kính chào quý anh chị nhà đầu tư đã quay trở lại với kênh youtube tùng lê ezt Ok Uh, trong buổi uh, video ngày hôm qua đấy các anh chị nào mà chưa xem chúng ta có thể xem lại nhé thì em đã có một cái nhận định cho các anh chị là chúng ta cần phải tránh những cổ phiếu mà nó co giật và trong đấy có một nhóm cổ phiếu nó thể hiện rất rõ điều này đó chính là nhóm chứng khoán và điển hình nhất chúng ta có thể thấy được ví dụ như là bsi nó bsi hoặc là fts ở đây chúng ta thấy được cả một khoảng thời gian nó không hề tạo ra được thêm một cái đà tăng nữa đó, sau những cái sự chú ý nha, sau những cái sự chú ý của những cái dòng tiền của thị trường nhỏ lẻ rất chú ý tới nhóm này, đặc biệt là những cổ phiếu như BI, FTS rồi là CTS, ORS thì sau những cái quá trình mà nó nó tăng cực kỳ thốc như thế này và nó có những cái phiên mà bị bán cũng như là có những phiên bật ngược trở lại thế nhưng sau những pha đó thì gần như nó không tạo ra được những cái đà tăng và có những sự co giật cứ giật với những cái biên cực kỳ lớn như thế này thì em đã có một cái cảnh báo cho các anh chị là gì? Những cổ phiếu dạng như thế này là chúng ta nên tránh ra. Đó, các anh chị nào mà có hàng thì chúng ta cũng nên chốt. Đó, có hàng là chúng ta cũng nên chốt. Bởi vì là thứ nhất là một cổ phiếu mà nó co giật mạnh với những cái thanh khoản cực kỳ lớn như thế này thì đây nó sẽ là một cái trạng thái nó thể hiện được là có những cái dòng tiền thoát ra. Tất nhiên là thanh khoản lớn thì cũng sẽ có những dòng tiền vào đồng ý như vậy nhưng ngược lại chúng ta phải hiểu được là có những dòng tiền là họ đang thoát ra. Và cái dòng tiền nào nó mạnh mẽ hơn thì nó sẽ thể hiện ngay trên đồ thị. Tức là nếu như thị cổ phiếu mà co giật với cái thanh khoản lớn vẫn có những phiên bán sàn hoặc là phiên bán mạnh và sau đấy vẫn có những phiên hồi phục ngược trở lại rất mạnh như này. Thế nhưng sau đấy nó không tạo ra được xu hướng tăng chứng tỏ là cái phe bán là họ đang có sự kiểm soát đối với cổ phiếu đó. Đấy là lý do vì sao mà chúng ta nhìn thấy được là cổ phiếu BSI và rất nhiều những cổ phiếu chứng khoán khác thí dụ như là FTS hôm nay giảm rất mạnh. Đó, và đây đều là những cổ phiếu mà hôm qua em đã có review cho các anh chị là nó đã có phân kỳ âm. Và hôm nay thì đều giảm những mức nó thực sự rất là lớn. Đó và nó tạo ra những áp lực rất lớn cho các nhà đầu tư đu trên này. Và anh chị nhớ một điều là những cổ phiếu nó tăng như thế nào thì thường nó sẽ có những pha giảm như vậy. Tất nhiên nó cái xác suất để mà nó giảm hết cả một cái cái nhịp tăng như này là nó rất là thấp. Nó rất thấp anh chị nhá, nhưng đâu đó thí dụ như nó giảm có một nửa thôi, em lấy ví dụ nó giảm một nửa. Đã, thí dụ là từ trên này đi, từ trên đỉnh mà giảm một nửa thôi thì cũng đã giảm khoảng tầm là độ 16 phần 17% nó cũng sẽ tạo ra những áp lực rất lớn cho các nhà đầu tư nào mà các anh chị lỡ đu ở những vùng giá đỉnh ở đây đó thứ hai là gì đó là nhóm thép nhóm thép là em cũng đã có cảnh báo cho anh chị là chúng ta sẽ tránh nhóm này ra ngoài nhóm này ra thì chúng ta còn tránh đầu tư công đúng không ạ ngoài chứng khoán thép thì đầu tư công cũng là nhóm mà chúng ta cần phải tránh ra thì chúng ta có thể thấy được là hôm nay nhóm thép nó vẫn thể hiện được cái nó nó khá là yếu nó khá là yếu và nó đã gãy chen rồi đây nó đã gãy chen rồi đây nhá. Các chị lần chưa xem chúng ta mở lại nhé chúng ta mở lại video nhé Hôm qua em đã có phân tích về những cổ phiếu thuộc uh, nhóm uh, thép đấy ạ. Nam Kim đi nhá. Nam Kim này. Đấy, hoa Sen này, nó đều đã bị gãy chen rồi. Cho nên với những cổ phiếu gãy chen thì thường là những cổ phiếu mà chúng ta không nên tham gia. Và thường những cổ phiếu này chỉ tham gia khi nào? Mà khi nó có sự bán hoảng loạn cũng như là nó đủ một cái mức chiết khấu nào đấy thì chúng ta mới nên tham gia còn nếu như mà cổ phiếu mà nó chưa sau khi nó gãy chen rồi mà nó chưa về những hỗ trợ mạnh hoặc là nó chưa có những sự bán hoảng loạn đó thì tốt nhất là chúng ta không nên tham gia và hôm nay như chúng ta thấy được là nhóm thép nó vẫn thể hiện được là nó là một cái nhóm khá là yếu hpg cũng giảm này nam kim vẫn giảm này đúng không ạ tuy mức giảm không nhiều nhưng mà chúng ta thấy được von gần như là không có Von thấp như này chứng tỏ là lượng cung không có mấy, nhưng ngược lại nó cũng cho thấy được là không có cầu, bởi vì von thấp như này mà giá cổ phiếu vẫn giảm chứng tỏ là không ai muốn, không không ai muốn vào mua, đúng không ạ? Hoặc là chúng ta nhìn thấy được là uh, nhóm đầu tư công ở đây, ạ. đầu tư công chúng ta thấy được là Thí dụ như KSB, sau những cái phiên hồi phục kỹ thuật ở đây thì nó vẫn tiếp tục là nó có sự điều chỉnh. Đó, hoặc là LCG, PLC và các cổ phiếu này nó đang cho thấy một cái dấu hiệu là nó có xác suất bị gãy, bị gãy các anh chị nhé. thí dụ như là chúng ta nhìn thấy HDG, đây, đây là một cái hỗ trợ này, đây hỗ trợ rất mạnh, hỗ trợ rất mạnh vùng giá 15.5 nhưng hôm nay nó đã gãy rồi. thực ra thì những cái dấu hiệu gãy này nó không phải là hôm nay chúng ta mới thấy nó gãy nhé, mà thực ra có một cổ phiếu nó là cái chỉ báo đó chính là Nam Kim, đó là Nam Kim. Các anh chị thấy được là cái vùng cái vùng giá 15 là một cái vùng hỗ trợ rất mạnh của Nam Kim. Thế nhưng cổ phiếu này nó đã gãy trước thị trường rồi. Nó đã gãy trước những nhóm nhóm ngành khác rồi. Và những pha hồi phục này, hồi phục lên này, hồi phục lên đến cái vùng cái vùng hỗ trợ trước thì bây giờ nó sẽ là cái vùng cản. Hồi lên cản là bị bán người trở lại. Đó, thì những cổ phiếu dạng như LCG đồng ý với anh chị đây là đang là hỗ trợ mạnh. Nhưng những cổ phiếu này nó đang có dấu hiệu là nó muốn rơi. Đúng ạ? À. Nó đang có rượu muốn rơi. Tại sao? Bởi vì các anh chị thấy được là nó đang là xuống đi xuống. Thứ hai là sau cái phiên hồi phục ở đây, phiên hồi phục ngày 11 tháng 4 thì đi lên cản ở đây ạ, à, là bị bán người trở lại luôn. Đó. KSB cũng tương tự là như vậy. Hoặc là PLC. Đấy, à. xu hướng bây giờ đang là xuống đi xuống rồi. Đó. Sẽ có nhiều nhà đầu tư là cần phải xem, chờ xem xu hướng dài hơn nữa nhưng mà thực tế là khi xu hướng nó đã rõ ràng rồi thì cổ phiếu nó đã rơi được một khoảng thời gian khá là dài. và khá là sâu. cho nên hiện tại là em đang đánh giá là những cái nhóm này là những nhóm mà nó đang tương đối là xấu so với thị trường. Đó. Nhưng ở chiều ngược lại thì các anh chị có thể thấy được là cái phần còn lại của thị trường nó vẫn đang là sự phân hóa. Thí dụ như hôm nay chúng ta nhìn thấy được là FRT. Đây là cổ phiếu hôm qua em đã có phân tích cho anh chị. Hôm nay vẫn tăng mà đúng không à, ạ hôm nay vẫn tăng thì như hôm qua thì em đã có một cái một cái khuyến nghị đây là một cái bản tin đây là một cái bản tin nhé thì cũng uh, cũng có đưa ra cho các anh chị là gì là những cái cổ phiếu mà có những cái điểm test ví dụ như là PET hoặc là FRT đấy Ví dụ như FRT thì nó sẽ ở cái vùng giá là 64, 65 Là các anh chị có thể mua được Thì hôm nay chúng ta thấy được là uh, FRT nó cũng bật Đó IDI thì nó là một cái dạng cổ phiếu nó đang test cung nhá, nó đang test cung thì ở mở một cái trường nó khác nhá, các anh chị nhá. Đó, hoặc là thí dụ như GMD hôm qua thì em đã có phân tích cho anh chị và cũng có nhắn luôn cho anh chị là gì là hôm qua bên em mua GMD. Đó, tại một cái phiên thanh khoản rất là thấp ở cái vùng giá 52.5 đến 53 thì hôm nay nó vẫn tăng được một mức rất là tốt lên đến là 2,8%. Đó, hoặc là STB. STB hôm nay vẫn tăng STB bên em đã mua từ cái phiên ngày mùng 5 tháng 4 và ngày mùng 6 khi cổ phiếu này đang rơi thì bên em mua ở mức giá là 26. Đó thì hiện tại thực ra thì lãi nó không phải là nhiều nhưng mà chúng ta đều thấy được là cổ phiếu này nó đang có những sự phân hóa. Đó, những nhóm ngành khác nó đang là sự phân hóa với những cái câu chuyện khác nhau. Đúng không ạ? Thế thì ở đây cái câu chuyện là gì là chúng ta sẽ lựa chọn cổ phiếu nào? Đầu tiên là lựa chọn cổ phiếu nào? và hai là chúng ta phải cơ cấu những cổ phiếu nào đó những cổ phiếu mà chúng ta nên cơ cấu thì em đã có khuyến nghị rất nhiều cho các anh chị trong thời gian vừa qua thí dụ như là HHV đây từ phiên này là bên em em cũng đã có khuyến nghị cho các anh chị bán rồi và cũng khuyến nghị chung là nhóm đầu tư các công nó đang xấu đây bên em cũng mua cũng mua HHV từ em nhớ không nhầm là đây từ cây ngày 28 và bán đúng ở cây này bán đúng giá đỉnh luôn 14.45 đó. hoặc là như HSG 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 thì bên bên cũng mua từ quanh quanh cái vùng này này đó từ em nhớ không nhầm cũng từ ngày mùng 3 ngày mùng 3 tháng 4 và đến đến cái phiên ngày mùng 6 tháng 4 là bên em uh, ừ. mùng 6 tháng 4 em chưa chốt nhá em xin lỗi nhá cái này thì bên em chưa chốt Đấy, hơi tiếc là không chốt lãi nhưng mà đến cái cây ngày mùng 7 tháng 4 là xác định luôn là cổ phiếu này hiện tại là nó nó đang có dấu hiệu bị gãy là chúng ta phải bán luôn cũng bán hòa và cũng đã có cảnh báo cho các anh chị rồi đúng không ạ? Đó, nếu không thì thậm chí là chúng ta còn chịu một cái mức một cái mức lỗ nó có thể bây giờ là nó, nó rơi đâu đó khoảng tầm là độ 5%. Đó và thậm chí là nó còn xu hướng nó vẫn đang xấu thì nó còn có thể là rơi tiếp. Đó. Ok. Thế thì ở đây ạ. Cái câu chuyện ở đây nó là nó là sự phân hóa và quan trọng là cách chúng ta lựa chọn cổ phiếu như thế nào đúng ạ? Thì nếu như hiện tại nhá, các anh chị nào mà chúng ta chưa biết mua những mã nào và chúng ta chưa biết quản trị danh mục như nào thì các anh chị có thể là tham gia room khách hàng bên em ở đây. Thì cách thức ạ là chúng ta có thể là chúng ta sẽ nhắn tin trực tiếp qua số Zalo em có để ở phần mô tả. Đấy nhá. Thì sau khi các anh chị nhắn tin cho em em sẽ hướng dẫn cách cho chúng ta có thể tham gia room khách hàng bên em nhé. Ok. ở đây ạ thì thí dụ như hôm nay thì chúng ta thấy được là vẫn có những cổ phiếu tăng. Đó thí dụ như dầu khí dầu khí vẫn có nhiều cổ phiếu tăng đúng không ạ? Vẫn tăng. Nó càng biển cũng có những nhóm cổ phiếu tăng hoặc là một vài những nhóm ngành lẻ khác thì nó vẫn có những cái um, cái cái mức tăng. Tuy nhiên, trong những giai đoạn này là những giai đoạn mà um, bắt đầu thị trường có những yếu tố xấu rồi. Yếu tố xấu này không phải là hôm nay em mới nhắc nhá. Không phải hôm nay nhá. Mà em đã có nhắc cho anh chị từ tuần trước rồi nhá. Từ tuần trước khi mà kết phiên kết phiên tuần, kết đến tuần thì em đã có phân tích cho anh chị là cái nến tuần nó hơi xấu. Nến tuần trước hơi xấu. Thì những nhà đầu tư mua ở phiên đầu tuần thì chúng ta sẽ không lo lắm. Nhưng những nhà đầu tư mà mua ở cuối tuần thì các anh chị đều phải hết sức cẩn thận. Đấy ạ, các anh chị có thể mở lại. Đấy ạ, chính là cái video này nhá. Các chị mở ra với tiêu đề là à, bất động sản chứng khoán tăng mạnh lưu ý, lưu ý nến tuần xấu đó những cái này thì em đã có đã có cảnh báo hết cho các anh chị rồi chứ không phải là bây giờ mới cảnh báo. đó thì với phiên này thì nó cũng là một cái phiên xấu nhưng mà nó chưa phải là một phiên phân phối của phiên hôm nay. Đó, xấu ở đây thì nếu nói xấu của nhóm ngành thì em đánh giá là là hợp lý. còn đâu nếu nói xấu của Vendex thì nó chưa thực sự là thỏa mãn, chưa thực sự thỏa mãn bởi vì vẫn có những nhóm ngành và vẫn có những cổ phiếu nó tăng chứng tỏ ở đây là gì là nó liên quan đến câu chuyện phân hóa phân hóa là nhiều đó nhưng mà xu hướng đang là một cái xu hướng xấu thì để mà tìm kiếm được những cổ phiếu nó phân hóa nó nó khỏe hơn thị trường không dễ nên là trong dạng này thì tốt nhất là các anh chị chúng ta sẽ hạn chế việc mua nếu như mà các anh chị, chị không biết không có những phương pháp Ok, thế thì Uhm, đối với thời điểm hiện tại thì khi chúng ta đã có vị thế rồi thì là uhm, các anh chị nếu như thuộc những cái nhóm cổ phiếu mà em vừa có phân tích nó xấu ấy thì các anh chị nên là có những nhịp hồi thì anh chị phải bán sớm đó có nhịp hồi phải bán sớm nha anh chị nhá có nhịp hồi là phải bán sớm còn đối với vị thế mua mới thì theo em ấy là nó sẽ có những cái trường hợp như thế này thứ nhất là một số nhóm mà nó rơi đầu tiên thì cũng sẽ là những cái nhóm mà chúng ta nên nên quan tâm và bắt ở đây thì đầu tiên là chúng ta nói đến nhóm thép ờ, nhóm thép thì chúng ta sẽ bắt khi nào thực ra hiện tại là đối với nhóm thép nó cũng đã rơi được một đoạn rồi thế nhưng nó thiếu đi một cái sự hoảng loạn và thiếu đi một cái sự đồng thuận đối với thị trường chung đối với em sẽ nói không phải thị trường chung mà là nhóm ngành bởi vì thí dụ như là nam kim hoa sen có rơi nhưng mà HPG chưa rơi. Đó, HPG chưa rơi. Thứ hai là Nam Kim, những phiên đây, nó không rơi quá mạnh. Thì có thể là nhóm này nó vẫn có những dấu hiệu là nó nó giữ, nó chưa phân phối hết. Thì một vài cổ phiếu nó đang giữ để cho những cổ phiếu khác nó phân phối. Đó, thì nếu mà bắt thì em sẽ ưu tiên bắt vào hai cổ phiếu là Hoa Sen và Nam Kim. Hoa Sen thì ở đây nó sẽ có một cái hỗ trợ là hỗ trợ vùng giá Tuy nhiên nếu như phiên tới mà nó không tạo ra được một cái trạng thái hoảng loạn thì chúng ta cũng không nên bắt vào. Và chúng ta nên chờ cổ phiếu này về đến một cái hỗ trợ cực kỳ mạnh ở đây. Đó chính là vùng giá 13.2. Đó, 13.2 ở đây nhá. Anh chị nhá. Đó em sẽ ghi sẵn ở đây. 13.2. Đấy ạ. Thì nó phải xuất hiện được là những yếu tố sau Một là cổ phiếu này rơi một cách hoảng loạn Thứ hai là gì? Là nhóm ngành có sự đồng thuận Tức là Hoa sen, nam kim và HPG nó đều phải rơi với mức mạnh thì lúc này chúng ta mới bắt được. Các anh chị nhé. Ok, đây là nhóm này. Uh, nhóm đầu tư công thì hiện tại là nó chưa rơi nhiều nên là chúng ta cũng không nên tham gia. Chưa tham gia bộ các anh chị nhé. Tiếp theo là nhóm chứng khoán. Nhóm chứng khoán thì ở đây thì chúng ta sẽ có một số cổ phiếu. Thì uh, đối với những cổ phiếu này thì các anh chị nào mà bán ấy, thì theo em là các anh chị nên chờ nhịp hồi bán còn đối với nhịp mua nhịp mua thì ở đây ạ à, là em sẽ chờ những cái phiên rơi hoảng loạn và nó có thể là tuân theo nguyên tắc 3 phiên hoặc có thể là 4 phiên có thể là ba hoặc bốn nha các anh chị nhé có thể là ba hoặc bốn thì nó là ba hay bốn thì chúng ta sẽ phải đợi cái cách mà cổ phiếu này nó rơi đó thứ hai đó là fts fts thì ở đây ạ, với các anh, anh chị nào mà chúng ta ưa mạo hiểm thì chúng ta có thể giải ngân ở quanh quanh cái vùng là khoảng khoảng tầm là vùng giá 25 cho đến vùng giá là 25.6. Đó, đây là những những cái vùng giá mà các chị có thể cân nhắc bởi vì hôm nay nó cũng đã bung thanh khoản rồi. Và khi bung thanh khoản như này thì nếu nó rơi thêm một phiên nữa thì khả năng là chúng ta sẽ có thể bắt được. Và các chị nhớ nhé, các chị các anh chị nào mà chúng ta không nhanh nhạy và chúng ta không chấp nhận được rủi ro thì tốt nhất là chúng ta đứng ngoài đó và đây là cái điểm mua này nó sẽ là điểm mua ăn một cái giật đỉnh hai đây đó ăn giật thêm một cái đỉnh nữa ở đây anh chị nhé đó ok thì đó là một vài những cổ phiếu mà um, nếu như có những nhịp rơi hỏng loạn thì chúng ta có thể tham gia ngoài ra thì cũng sẽ có một vài những cổ phiếu dạng nhỏ nhỏ nữa thì anh chị có thể là chúng ta cân nhắc ví dụ như là vos uh, hôm qua thì cổ phiếu này tăng hôm nay thì giảm tận 3,4%, em chuỗi 3,2%. Thế nhưng mà cổ phiếu này đây nó là cách đánh của nó nhé. Đây các anh chị thấy được là sau cái phiên tăng rất mạnh, nó có một phiên tăng nữa này, thì nó cũng có một cây rơi cực kỳ mạnh. Đó, thế nhưng hiện tại thì nó đang giữ được tại cái vùng nền này rồi. Thì đây là một cái vùng mà em nghĩ là nó khá là khỏe trước khi mà nó nó đánh vượt. Thì các anh chị có thể là cân nhắc mua quanh cái vùng giá là 10.25 ở đây đó nhưng mà tỷ trọng thì tất nhiên là chúng ta sẽ không tham gia với tỷ trọng cao thứ nhất ở đây ạ đây là cổ phiếu thanh khoản không phải là lớn thứ hai là gì là hạn chế ra khơi trong những ngày rông bão Đấy, các anh chị nhớ một điều như vậy nhé thì trong những những gì mà chúng ta mua trong những giai đoạn này thì tỷ trọng là một điều mà các anh chị cần phải cần phải lưu ý và mua trong những phiên hoảng loạn nó sẽ có những sự an toàn hơn khi mà mua trong những phiên tăng các anh chị nhớ nhá, thí dụ như chúng ta thấy được là uh, KBC ở đây. Đã. trong những phiên tăng như này mà mua rất dễ là hàng về là 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 lỗ. Nó, bởi vì thị trường này vẫn đang là thị trường hậu đao chen, thị trường tích lũy sideways chứ không phải là thị trường up chen. Các anh chị nhá. Ok. Thì đó là một vài góc nhìn của, của em Tùng Ngoài ra về mặt thị trường thì em đánh giá là có thể là thị trường sẽ còn một cái nhịp điều chỉnh có thể là về đến vùng 1050. Nó tính ra thì từ thời điểm này cho đến về 1050 thì nó rơi đâu đó khoảng tầm 14 điểm. Nó nó cũng không phải là quá nhiều. Nó không phải là quá nhiều lắm. Đấy nhưng mà chúng ta thấy được là hôm nay thị trường rơi không nhiều nhưng mà nhiều cổ phiếu lại giảm rất là mạnh. Cho nên là điểm số nó chỉ là một cái góc nhìn thôi nhá. Thế nên nếu như chúng ta mua mà không đúng ấy, thì có thể chúng ta phải đối diện những khoản lỗ nó rất là lớn. Các chị nhé. Ok, thì em cũng xin được kết thúc video tại đây. Thì em xin kính chào quý anh chị nhà tư nhé.